Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của Phong. Thì cũng lâu rồi mình cũng không có làm video, thì hôm nay sẽ có một cái khá là hay mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là cái vấn đề mua hàng trên Shopee. Và hiện tại thì nó có một chương trình rất là hay, đó là nó sẽ cho chúng ta đổi trả trong vòng 15 ngày. Thì đây là một con số rất là cao. Thường thì trước đây chỉ có Lazada thì nó cho đổi trong vòng 7 ngày. Với lý do là đổi ý, hiện tại thì Shopee cũng đã ăn theo cái trò này và nó lên tận tới là 15 ngày. Và nó sẽ đổi trả miễn phí tiền ship luôn. Tức là khi chúng ta đổi trả, chúng ta sẽ không cần trả bất cứ cái khoản phí nào cả. Chỉ cần chúng ta đổi trả là nó sẽ hoàn tiền 100%, bao gồm cả tiền ship mà chúng ta đã đặt trước đó. Thì cái này quan trọng ở chỗ là nó sẽ cho chúng ta đổi với lý do là đổi và chúng ta không có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm đó nữa. Ví dụ mình đây mình có một cái bộ đồ mà mình mới mua, thì cái vấn đề của bộ đồ này đó là mình mặc không có vừa, thì thành ra thì mình muốn đổi trả. Thì trước đó thì cái việc mà đổi trả với lý do không vừa cái kiểu thì cũng hơi khá là khó, và hầu như chúng ta sẽ khó đổi với lý do mà nó bị sai cái thước thì nó hơi khó một chút, nhưng vẫn đổi được. Còn hiện tại chúng ta vẫn có thể đổi được những cái sản phẩm như quần áo thế này với lý do là chúng ta không có nhu cầu sử dụng nữa và chúng ta đổi. Thì ở đây thì cái shop này nó hơi khó một cái là nó có in một cái bill ở trên này. Đây mọi người thấy không, đây. Bên cái bill trên này thì trong cái bill này họ ghi kèm theo một cái hàng, đó là quý khách lưu ý đó là cục hàng này sẽ vui lòng kiểm tra cùng với shipper và quay đủ 6 mặt lại, tức là khi cái khui cái này để kiểm tra thì quay đủ 6 mặt, tức là các bạn quay thế này để lên camera và các bạn quay đó, đó. Trên dưới nói chung là 6 mặt cái cục hàng để đảm bảo là cái mặt hàng này nó nguyên vẹn và nó không bị gì cả, để khi mà có sự cố xảy ra với đồ thiếu hàng hoặc là gách dưới hay gì đó thì shop nó sẽ giải quyết chúng ta nhanh hơn. Rồi còn không á, thì các bạn cứ quay như kiểu bình thường, thì nó ghi như vậy thôi, thì các bạn cứ quay kiểu bình thường, tức là khi các bạn nhận xong rồi shipper về thì các bạn vẫn quay theo nó yêu cầu, tức là quay 6 mặt sau đó khui ra, thì có vấn đề gì thì vẫn đổi được, không cần mà gọi là kêu anh shipper đứng lại và chờ mình quay phim một khui ra thì khá là phiền đó, nó không cần thiết ha. Cái shop này nó hơi khó khăn thì cái này mình nói thêm với mọi người như vậy thôi. Thì cái cục hàng này thì mình vào shop mình thấy là có cái chữ đó là đổi trả, được đổi ý trong vòng 15 ngày. Đây thì cái việc đổi trả này hầu hết các mặt hàng trên Shopee thì có thể đổi được, nhưng có một số shop họ không cho đổi nha. Cái nào cho đổi thì họ sẽ ghi đó là ở dưới cái phần các bạn cái sản phẩm nó sẽ ghi là đổi trả trong vòng, cho phép đổi trả đổi ý trong vòng 15 ngày, thì cái đó các bạn mới được quyền đổi. Còn chứ không phải là tất cả những cái mặt hàng trên Shopee các bạn đều có thể đổi nha, để các bạn lưu ý điều đó. Thì sẽ có một cái dấu đổi trả trong 15 ngày. Và chúng ta sẽ xem sơ về cái hình thức đổi trả cũng như là cái điều kiện để đổi trả ha. Cái điều kiện đổi trả trong vòng 15 ngày thì nó sẽ bao gồm khá là nhiều mặt hàng như mình đã nói. Mình sẽ để góc này cho mọi người xem đó. Thì cái sản phẩm này, nếu như những cái sản phẩm mà nó có siêu, có tem, có hộp thì cái sản phẩm nó phải gọi là còn đủ nguyên tem, nguyên siêu hết nha. Đó, những cái sản phẩm mà có đóng siêu hoặc là hộp có đóng kính á, thì phải đảm bảo là nó không bị khui ra. Đó. Và quần áo á, thì phải nếu là quần áo và giày dép á, thì phải đảm bảo là nó chưa sử dụng cũng như là chưa được giặt ủi gì hết, tức là chưa sử dụng á. Thì bạn mở cái xe mà không giữ ý bạn đổi thôi. Thì và thứ ba là những cái sản phẩm dễ vỡ, như là bình nước, bình hay là những cái loại bình dễ chày các kiểu thì phải đảm bảo nguyên vẹn cho nó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đổi trả như bình thường. Nhưng mà tới cái phần lý do để đổi trả thì nó sẽ có một phần nữa, đó là lý do chúng ta sẽ đổi ý và chúng ta không còn nhu cầu sử dụng cái sản phẩm này nữa trong vòng 15 ngày kể từ khi shipper họ giao hàng cho chúng ta. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đổi thử nha. Vì cục này mình thử cho mọi người á. Vì cái shop này á, họ in một cái tem vào đây mà mình vừa đọc cho mọi người xem á, thì có thể thấy là shop này nó khá là khó tính. Không biết là mình sẽ làm theo đúng quy định của Shopee thì nó có cho mình đổi hay là không ha. Mình sẽ làm thử cho mọi người xem. Vì cái shop này họ có cái nhãn đó là cho đổi trả, đổi ý trong vòng 15 ngày. Nhưng mà mình cảm thấy là cái shop này nó khá là khó, mình sẽ thử
đổi thử nha, đổi thử đúng như quy định của Shopee xem có được hay là không. Thì sản phẩm này thì mình đã xé ra rồi, để cho mọi người xem, mình đã xé ra rồi ha. Sau đó mình xếp lại như cũ thôi, mình xé cho mình xem thôi, rồi mình tem. Nếu đối với quần này á, thì xé ra và xem thử, và nếu có những cái loại mà cái quần mà có cái khuy á, họ chưa cắt các bạn đừng cắt nha, hoặc là có tem các bạn cũng không được bứt ra, các bạn còn đủ nguyên tem và không được cắt những cái khuy áo ra, hoặc là các bạn chỉnh sửa gì những cái đồ này các bạn đó không được nha, thì các bạn mở ra xem không quỷ, các bạn xếp lại y như cũ cho người ta. Còn khi các bạn trả thì các bạn phải đóng lại những cái hộp này đó. Rồi sau đó các bạn sẽ ghi cái mã vận đơn nha. Thì lúc trả thì nó sẽ có cái mã vận đơn, thì các bạn có thể lấy cái viết lông, các bạn dán một tờ giấy các bạn ghi, hoặc là các bạn ghi ở đây, khi shipper tới thì họ lấy thì có cái mã các bạn ghi tay, thì về họ sẽ in cho các bạn cái tem khác. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đổi trả thử cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ đổi trả thử nha. Đây đây là cái khu vực mà mình vừa nói nãy đó, đó là đổi trả miễn phí cho 15 ngày. Cái shop này nó có nha. Đó. Bây giờ mình sẽ đổi, mình sẽ thoát ra, mình sẽ thoát ra xem nào. Cái yêu cầu đổi trả, các bạn vào cái đơn hàng của các bạn á, trong cái tài khoản các bạn vào đơn hàng, cái này mình sẽ vào cái đơn hàng quần lẻ của mình, 255 ngàn. Các bạn có một lưu ý nữa, các bạn không được nhấn vào cái nút này nha, cái nút là đã nhận được hàng. Khi mà các bạn nhấn vào cái nút đã nhận được hàng thì các bạn sẽ không thể đổi trả với bất kỳ lý do nào, thì đây là một cái khá là khó chịu. Và ở đây họ cũng chú thích khá là kỹ, ở bên này họ chú thích rất là kỹ, mà một số người không để ý. Các bạn thấy các bạn đã nhận hàng thì các bạn sẽ bấm đã nhận hàng, thì khi các bạn bấm thì nó sẽ không thể đổi trả được, kể cả khi là cái hàng đó hàng điểu hoặc là hàng bị hư thì các bạn vẫn không thể đổi được nha. Thì các bạn phải liên hệ riêng với shop và shop đồng ý thì các bạn mới có thể đổi. Còn nếu các bạn chưa bấm cái nút mà đã nhận hàng thì các bạn thay đổi trực tiếp qua Shopee, thì họ sẽ giải quyết cho chúng ta với những cái vấn đề hàng quá nó lỗi phải hay là nó bị hư gì đó, thì Shopee sẽ đứng ra giải quyết cái phần này. Còn nếu các bạn đã bấm rồi thì các bạn Shopee nó hoàn toàn không chịu trách nhiệm, và các bạn sẽ phải liên hệ với shop với cái vấn đề mình vừa nói với mọi người. Rồi thì bây giờ các bạn không bấm cái đó nha, các bạn bấm vô cái hình, ở đây là cái hình này, các bạn bấm vô cái hình, và ở đây có đánh giá tài xế nè, rồi các bạn kéo xuống hết cho mình, thì không kéo, nằm dưới đây cái phần đổi trả đó, các bạn bấm vô yêu cầu đổi trả ha. Và ở đây thì đây, các bạn bấm vô hàng đầu tiên đó, cái hàng có chữ nhiều quá, tôi đã nhận được hàng không có nhu cầu sử dụng hoặc là bể vỡ các kiểu á. Còn ở dưới là trường hợp các bạn khiếu nại, khi mà các bạn chưa nhận được hàng mà nó thành công trên hệ thống các kiểu thì bấm ở dưới. Cái này mình đang đổi thì bấm ở trên, bấm rồi. Ở đây chúng ta có thể chọn trả một hoặc là trả cả ba sản phẩm. Mình có ba cái sản phẩm trong cái túi này thì mình có thể chọn là trả hai cái, hoặc là trả một cái, hoặc là trả tất cả. Mình ở đây mình trả tất cả vì cái này mình không vừa. Mình tiếp tục đây. Đây quan trọng là cái phần trên này, lý do đổi trả nè. Đây lý do đổi trả thì mình sẽ lựa lý do nha, các bạn kéo và các bạn lựa cái lý do cuối cùng, đó là hàng các bạn còn nguyên vẹn và các bạn không có nhu cầu sử dụng, và các bạn trả đúng siêu đúng hộp. Nói chung là các bạn trả tất cả những cái gì trong hộp mà các bạn lấy ra là các bạn trả đủ cho người ta. Và đây bấm vô không có nhu cầu sử dụng nữa, cái lý do này thì sẽ nằm cuối cùng đó. Ê, mình bấm lộn nó lót lại, mình lắm lại đó, hàng nguyên vẹn nè. Phương thức hoàn trả thì ở đây nó sẽ trả hàng hoàn tiền, chỉ có một phương thức duy nhất thôi, đó là trả hàng hoàn tiền ha. Mô tả đây, mình sẽ ghi là không còn nhu cầu sử dụng nữa, nhu cầu sử dụng nữa, ghi vắn tắt như vậy đó. Và cái phần hình ảnh và video thì các bạn có thể chụp hình và cũng như quay video. Các bạn muốn lẹ thì các bạn có thể chụp trước nha, các bạn chụp trước rồi các bạn vô, các bạn lấy hình cho lẹ, hoặc chụp 5-6-8 gì đó, hoặc các bạn quay một khúc cũng được. Rồi tầm tầm thế này đó, các bạn kỹ thì các bạn có thể quay video, rồi các bạn quay video thế này, các bạn quay sơ sơ ngoại quan cũng như là sản phẩm ở trong nó cũng nguyên vẹn các kiểu đó.
Cái này mình làm biến quay thì mình khỏi quay luôn. Rồi, email. Rồi, sau khi các bạn hoàn thành hết thì bạn bấm gửi cái yêu cầu này đi. Rồi, tới cái phần này á, thì nó sẽ cho các bạn chọn cái hình thức để các bạn trả hàng. Chọn hình thức trả hàng tức là các bạn chọn shipper đến lấy hoặc là các bạn đem lại kho cho Shopee. Bây giờ chúng ta sẽ chấm cho chọn hình thức để chúng ta đổi trả. Hình thức đổi trả đây. Đó, mình sẽ chọn là đơn vị vận chuyển hoặc sẽ đến lấy. Đó, địa chỉ chúng ta thì nó sẽ lấy cái địa chỉ mà chúng ta đã đặt á, thì nó sẽ lấy ngay đó luôn. Thì chúng ta muốn sửa đây, mình sửa được không? À, cái này sửa được chứ mà. Có thể sửa được địa chỉ. Mà bấm vào cái địa chỉ để có thể sửa. Ví dụ như các bạn đã đem cái cục hàng để đi đâu rồi, hoặc là các bạn muốn các bạn đi bận việc, các bạn gửi cục hàng đó ở nhà nào đó gần các bạn hoặc là khác khác chỗ các bạn, thì các bạn thì sửa địa chỉ lại để cho shipper lại lấy ha. Rồi, có trả hàng tại một cục nè, cái nào thì cũng miễn phí hoàn về, nên mình sẽ chọn là đây, sẽ chọn là shipper lại lấy cho nó tiện ha. Rồi, mình sắp nhận mình dự kiến lấy là ngày 2 tháng 4. Đó, sau khi mà xong hết rồi á thì chúng ta sẽ có cái mục cuối cùng thế này. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có thể cái phần tải về, chúng ta có thể tải về cái bill nha, tải về cái bill đổi trả. Thì cái bill đổi trả đó các bạn chỉ việc in ra và dán vào đây, còn không á thì ở đây có cái mã vận đơn. Mã vân đơn này thì các bạn cứ viết cái mã vân đơn này lên trên đây cũng được, hoặc là có máy in thì các bạn tải về ở trên, các bạn in ra nguyên một cái tem, không thì các bạn lấy viết, các bạn ghi cái mã vân đơn, ghi đúng nha, ghi đúng cái mã vân đơn vào đây, vào trong cái cục hàng này các bạn ghi cái mặt nào dễ thấy, mặt như cái hoặc là nếu có chữ nhiều thế này thì các bạn hãy dán một cái tấm giấy trắng, các bạn ghi cho nó gõ cái mã cho shipper họ dễ xem nha. Rồi, như vậy là xong. Đó, rồi chúng ta chỉ cần đợi shipper là lấy và cái thủ tục hoàn tiền nó sẽ làm tự động hết cho chúng ta. Thì chúng ta có thể vào kiểm tra. Thì hiện tại thì ở mục trên là các bạn thấy là mình đang ở cái mục là trả hàng nè. Đây, trả hàng. Tiếp theo á, thì nó sẽ tới những mục này và cuối cùng sẽ là hoàn tiền của chúng ta. Thì chúng ta chỉ đợi shipper đã lấy và những cái phần về sau thì nó sẽ làm tự động hết. Rồi, đó là cái phần hướng dẫn của mình, khá là đơn giản ha. Thì các bạn nào có thắc mắc gì cái vấn đề đổi trả này, các bạn có thể bình luận ở bên dưới phần video, thì mình biết mình sẽ cố gắng giải thích và cũng như hướng dẫn các bạn làm. Thì đối với cái shop, những cái shop nó khó thế này á, thì nhìn nó có vẻ khó thôi, nhưng mà nếu như nó có những cái hàng chữ, giống như lúc nãy mình cho mọi người xem, đó là nó cho phép đổi trả trong 15 ngày á, thì các bạn cứ đổi bình thường, không cần quan tâm đến cái tem này. Đó, vì cái này là cái của shop nó ghi vậy thôi, còn Shopee cái này thì nó shop này nó bán cho Shopee thôi, vì tất cả những quy định sẽ phụ thuộc vào Shopee, thì các bạn cứ theo đúng quy định của Shopee các bạn làm, còn shop nó ghi như thế này á thì cứ mặc kệ nó đi, mình chỉ làm đúng những quy định của Shopee đưa ra thôi. Rồi, bây giờ thì mình chỉ việc gói cái này lại, hoặc là các bạn có thể lấy một cái hộp khác hoặc là cái bịch khác nó đẹp hơn, các bạn gói vào và các bạn ghi là cái mã vân đơn là xong. My shipper tới, các bạn chỉ cần đưa cục hàng cho người ta là xong. Rồi, ok, video này kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.